Chào anh em, hôm nay để vào sau có một chiếc bật lửa Zippo mới gửi đến anh em. Chiếc bật lửa Zippo chính hãng Mỹ, có khắc hình xích thú vương anh em nhé. Rất là đẹp, tông màu đen đỏ. Mà sau và viền của chiếc Zippo này được sơn nhám màu đen anh em nhé. Nhìn rất là khỏe khoắn, cầm cũng bám rất là bám tay. Chất liệu bằng đồng. Chiếc Zippo này hiện tại thì đang có mẫu sẵn tại Deva Shop. Anh em nào có thích chiếc Zippo này thì để lại số điện thoại bên dưới, mình sẽ liên hệ và đặt hàng cho anh em. Còn anh em nào muốn tham khảo thêm các sản phẩm khác của Deva Shop thì có thể tham khảo trên website deva.vn. Xin chào anh em nhé.